Xin chào những vị khách hàng của Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du. Theo những nghiên cứu của các chuyên gia thẩm mỹ Hàn Quốc thì một gương mặt đạt chuẩn tỷ lệ vàng là một gương mặt được xây dựng trên nhiều nguyên tắc. Và một trong những nguyên tắc đó chính là chiều dài từ chân mũi cho đến cằm thì bằng 1/3 tổng chiều dài của gương mặt. Tuy nhiên thì không phải vị khách hàng nào cũng có được một chiếc cằm ưng ý. Nhưng mà quý khách hàng thì đừng quá lo lắng vì có hai phương pháp giúp quý khách hàng cải thiện được dáng cằm của mình, đó chính là phương pháp độn cằm và trượt cằm. Thì ngày hôm nay, quý khách hàng hãy cùng Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du đi tìm hiểu sơ qua hai phương pháp này nhé. Độn cằm là phương pháp tạo hình lại vùng cằm theo dáng cằm mong muốn của quý khách hàng bằng phương pháp đặt chất liệu độn vào bên trong. Từ đó thì sẽ tạo cho quý khách hàng được một chiếc cằm ưng ý theo dáng V-line. Trượt cằm hay còn gọi là phương pháp độn cằm tự thân. Phương pháp này sẽ can thiệp trực tiếp đến phần xương cằm của quý khách hàng. Bác sĩ sẽ thực hiện tách xương rồi sau đó trượt cằm về trước hay là về sau nhằm tạo cho quý khách hàng dáng cằm ưng ý. Phẫu thuật trượt cằm hay là độn cằm nhân tạo thì đều là những phương pháp giúp chúng ta chỉnh hình lại dáng cằm, có được một dáng cằm mà thon gọn nè, hoặc là V-line hay là trái xoan. Tuy nhiên thì hai phương pháp này đều có những sự khác biệt về chất liệu và kỹ thuật thực hiện. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu kỹ hơn về hai phương pháp này nhé. Về thời gian thực hiện thì phương pháp trượt cằm sẽ chiếm thời gian từ 90 cho đến 120 phút, còn phương pháp độn cằm nhân tạo thì sẽ ít thời gian hơn, trong vòng từ 30 đến 45 phút. Còn về chất liệu sử dụng thì phương pháp trượt cằm sẽ sử dụng phần xương tự thân của quý khách hàng để thay đổi hình dáng cằm ban đầu. Còn phương pháp độn cằm nhân tạo thì sẽ sử dụng chất liệu độn cao cấp từ Hàn Quốc. Về kỹ thuật thực hiện thì phương pháp trượt cằm sẽ tác động trực tiếp đến phần xương cằm của quý khách hàng bằng một đường phẫu thuật ở bên trong miệng phía niêm mạc môi dưới. Sau đó thì bác sĩ sẽ sử dụng máy cắt xương chuyên dụng để trượt cằm về phía trước hay là phía sau rồi nẹp vít titan cố định xương để chiếc cằm của chúng ta được bền vững, an toàn với thời gian. Về kỹ thuật thực hiện của phương pháp độn cằm nhân tạo thì bác sĩ sẽ tạo một đường phẫu thuật ở bên trong miệng đi qua phần niêm mạc môi dưới từ 2-3cm. Sau đó thì sẽ dùng những dụng cụ y khoa chuyên dụng để bóc tách và tạo khoang trống để đưa chất liệu độn vào. Thì sau khi đưa chất liệu độn vào thì sẽ nấn chỉnh, tạo cho quý khách hàng một chiếc cằm V-line như ý muốn. Về ưu điểm của phương pháp trượt cằm thì phương pháp này không cần phải sử dụng đến chất liệu độn nhân tạo và sẽ tránh được cái sự đào thải ngoài ý muốn. Và quý khách hàng nào chúng ta đang có một chiếc cằm quá ngắn thì khi trượt cằm thì sẽ giúp cho quý khách hàng có được một chiếc cằm ưng ý hơn và phù hợp với gương mặt hơn và sẽ không còn phần nọng cằm nữa. Về ưu điểm của phương pháp độn cằm nhân tạo thì phương pháp này hoàn toàn không tác động trực tiếp đến phần xương cằm của quý khách hàng và rất phù hợp cho những vị khách hàng có một chiếc cằm ngắn vừa phải và thời gian thực hiện thì rất là nhanh chóng, chỉ trong vòng 30 phút mà thôi. Như vậy thì hai phương pháp độn cằm và trượt cằm đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng của nó. Qua thăm khám và tư vấn trực tiếp thì các bác sĩ sẽ có từng giải pháp để chỉnh hình chiếc cằm cho từng vị khách hàng. Và ai nên độn cằm, ai nên trượt cằm thì quý vị hãy cùng xem tiếp video nhé. Đối với phương pháp độn cằm thì sẽ phù hợp cho những vị khách hàng nào chúng ta đang có một chiếc cằm ngắn vừa phải, một chiếc cằm lẹm hoặc là chúng ta không muốn can thiệp đến phần xương cằm của mình thì chúng ta có thể lựa chọn phương pháp độn cằm để có thể khắc phục được tình trạng chiếc cằm của mình. Đối với phương pháp trượt cằm thì dành cho những vị khách hàng nào chúng ta đang có một chiếc cằm quá ngắn. Vì khi chúng ta có một chiếc cằm quá ngắn mà lại đặt chất liệu độn quá dày thì sẽ dễ gây lộ chất liệu độn trông rất là mất tự nhiên và phương pháp trượt cằm là một phương pháp rất tối ưu. Và quý khách hàng này chúng ta đang có một chiếc cằm hơi bị thiếu và đang bị hô nhẹ thì hãy thực hiện phương pháp trượt cằm vì phương pháp trượt cằm cũng sẽ giúp cho quý khách hàng giải quyết được tình trạng hô nhẹ của mình. Và còn một ưu điểm nữa đó chính là phương pháp trượt cằm sẽ giúp cho quý khách hàng chúng ta giải quyết luôn được phần nọng cằm không mong muốn của mình. Qua những chia sẻ vừa rồi thì chắc hẳn quý vị khách hàng cũng đã hiểu rõ hơn phần nào về hai phương pháp độn cằm và trượt cằm rồi đúng không nào? Còn quý vị khách hàng nào chúng ta đang có những băn khoăn thắc mắc về chiếc cằm của mình thì hãy nhanh tay liên hệ với Viện Thẩm mỹ Nguyễn Du qua số hotline 0938 442 998. Quý vị cũng có thể để lại comment trực tiếp tại video này và cũng có thể đến ngay địa chỉ số 355 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh để được các bác sĩ tư vấn và thăm khám trực tiếp để lựa chọn ra những phương pháp phù hợp nhất cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.